Ngủ trưa quên không khóa cửa, cô chủ nhà bị trộm hỏi thăm cuỗm sạch đồ vẫn không hề hay biết. Xem lại camera an ninh, cô chủ nhà cũng được một phen hú hồn. Lúc này, cô gái đang nằm ngủ ở trên ghế sofa, cửa nhà vẫn đang hé mở. Lúc này, có một người phụ nữ lạ mặt đứng ngó nghiêng bên ngoài. Người phụ nữ ngó vào bên trong. Phát hiện không có ai rón rén đi vào bên trong. Chiếc điện thoại đang sạc đặt ở góc ghế. Người phụ nữ lạ mặt ngay lập tức đến rút chiếc điện thoại nhét vào túi. Thấy chiếc túi ở bên cạnh, người phụ nữ cầm lên lục lọi rồi nhét hết đồ đạc giá trị vào trong áo. Chiếc đồng hồ trên bàn cũng nhanh chóng được nữ quái bỏ túi. Lúc này, cô ta chạy về phía chiếc tủ phía trên đầu chỗ cô gái đang nằm ngủ. Cô gái bỗng dưng xoay người khiến tên trộm hốt hoảng. May mắn là cô chỉ trở mình nên tên trộm không bị phát hiện. Tên trộm trong clip quả thật rất gan dạ, mấy lần suýt bị phát hiện mà vẫn cố ở lại lấy thêm đồ. Khi cô gái lại nằm ngủ say, tên trộm khoác chiếc túi xách lên người rồi lại tiếp tục lục lọi tủ đồ. Phát hiện đã hết đồ giá trị, người phụ nữ lạ mặt định bỏ đi. Lúc này để đến chiếc bình cắm cành hồng ngâm trên bàn, tên trộm định nhấc đem đi luôn. Sau 5 lần 7 lượt không thành, tên trộm mới chịu bỏ cuộc. Hắn đem theo chỗ đồ ăn trộm được bỏ trốn thành công. Đây là lời cảnh báo người dân cần hết sức cảnh giác, khóa cửa kỹ càng kể cả khi ở nhà hay đi ra ngoài, không để kẻ gian lợi dụng chiếm đoạt tài sản.